Xôi sầu riêng quý vị ơi. Sau khi nếp đã vo sạch và ngâm qua đêm thì mình để vô nếp vô một cái thau và một ít nước dảo của nước cốt dừa. Rồi bây giờ mình hấp sôi lên. Thì không thể thiếu sầu riêng phải không quý vị? Này, mới muôn trái nhìn thấy chuẩn không? Nhật tách nó ra nha. Băng cái sầu riêng này ra. Trời ơi, muối nào muối nấy nó đầy nè, trời ơi gì ơi. Nên hết dẫn rồi, trời ơi. Không, không muối lén nhỏ nhỏ xinh xinh. Ăn thử ha. Ngon nghe. Nước cốt mình bỏ đường vô nghe, với sữa vô. Xong mình sẽ đi thắng. Cho nó sạch lại là được nha mọi người. Đó, mình hấp dẫn chưa? Đây là tác phẩm sôi sầu riêng kèm theo xoài nha. Cuối cùng cũng làm dễ quá là zoomy luôn. Chúc mọi người làm thành công.